Xin chào quý khán giả của chương trình Cẩm Nang Cuộc Sống. Nấu ăn là công việc hàng ngày của chị em phụ nữ. Không chỉ nấu ăn ngon mà việc trình bày một món ăn sao cho thật đẹp mắt cũng là nghệ thuật mà chị em phụ nữ luôn hướng tới. Khi chế biến những món ăn cần màu sắc bắt mắt thì những người nội trợ đảm đang không bao giờ dùng màu thực phẩm công nghiệp mà chế tạo màu từ thực phẩm tự nhiên sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu của các chị em phụ nữ để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, và cũng vì màu tự nhiên sẽ khiến món ăn trở nên hấp dẫn không thể chối từ. Và hôm nay hãy cùng với Minh Ngọc, chúng ta cùng vào bếp và biến đổi màu sắc của bắp cải tím trở thành những màu sắc sinh động các bạn nhé. Việc dùng nước rau dền để tạo màu đỏ, nước rau ngót hay là dứa để lấy màu xanh, hay là chân đường lấy nước hàng để tạo màu nâu đã không còn là xa lạ nữa. Nhưng nếu như bạn cần từ 3 tới 4 màu sắc khác nhau thì với cách chế biến mà Minh Ngọc sắp giới thiệu sau đây, bạn sẽ không cần từ 3 tới 4 nguyên liệu để chế biến, mà các bạn chỉ cần bắp cải tím, một vài quả chanh, một chút bột mì hoặc bột nở và trứng gà. Chỉ cần với từng này nguyên liệu thôi thì bạn có thể bắt đầu hô biến quá trình biến đổi màu của bắp cải tím. Việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là hãy mang bắp cải tím đem luộc chín, luộc thật nhừ và sau đó chỉ chắt để lấy nước. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu quá trình hô biến màu sắc của bắp cải tím. Đầu tiên hãy lấy 3 muỗng nước canh bắp cải tím và nhìn xem một thìa bột mì có thể làm được điều gì đối với bắp cải tím của chúng ta. Như các bạn thấy rồi đấy, với tỷ lệ pha 1:3, một thìa bột mì pha với 3 thìa nước canh bắp cải tím thì màu sắc của bắp cải tím đã được chuyển sang màu hồng nhạt. Màu hồng nhạt thực sự sẽ rất hấp dẫn các bé khi các bạn chế biến những món ăn làm từ bột mì. Thí dụ như là bạn có thể quấy bột này hoặc có thể làm bánh với màu sắc hấp dẫn như thế này để các bé thưởng thức. Vừa rồi chúng ta đã nhìn thấy bột mì có thể tạo phép màu thế nào đối với nước luộc của bắp cải tím. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem trứng gà sẽ cho chúng ta màu sắc như thế nào nhé. Khi đập trứng gà ra, các bạn hãy loại bỏ lòng đỏ và chỉ lấy lòng trắng của trứng gà thôi. Vậy là không cần phải tới nước rau ngót hay là lá dứa để tạo màu xanh lá cây, mà chỉ cần một quả trứng gà loại bỏ lòng đỏ, chúng ta đã có thể tạo ra một màu xanh lá cây thật là bắt mắt phải không nào? Màu xanh lá cây mà chúng ta vừa tạo ra sẽ thật hấp dẫn và thật tuyệt vời nếu các bạn dùng nó để chế tạo các món bánh hay các món kẹo làm tại nhà. Vừa rồi thì chúng ta đã biến đổi nước luộc của bắp cải tím trở thành màu hồng, màu xanh lá cây. Còn bây giờ thì hãy nhìn xem quả chanh sẽ biến đổi nước luộc của bắp cải tím như thế nào. Các bạn hãy chỉ lấy nước cốt chanh. Và như các bạn thấy đấy, chỉ một lượng nhỏ nước cốt chanh thôi, chúng ta đã nhìn thấy phép màu mà nó mang lại cho bát nước luộc của bắp cải tím. Wow, vậy là một màu hồng, một màu đỏ thật là bắt mắt đã ra đời. Với màu sắc như thế này thì các bạn có thể chế tạo thoải mái, có thể dùng nó để làm nước salad này, cũng có thể dùng nó để chế biến bằng cách là trang trí cho các loại thức ăn, hay cũng có thể chế biến bột mì và làm các món mì từ màu đỏ bắt mắt này. Không ngờ bắp cải tím lại có thể biến hóa thành những màu sắc sinh động như vậy phải không nào các bạn? Hãy thoải mái nấu ăn và tự do sáng tạo với những cách chế biến mà Minh Ngọc đã giới thiệu. Còn bây giờ